Được làm mẹ đó chính là một niềm vui rất lớn. Thế nhưng bên cạnh đó thì mẹ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề như là tình trạng tăng cân khó kiểm soát hay là béo phì sau sinh. Mình đã sinh em bé được khoảng hơn 1 năm rồi nhưng mà không thể lại dáng như ban đầu. Mình đã tìm đến rất là nhiều bác sĩ cũng như là chuyên gia để nhận được những lời khuyên hay là nhận được những cái phương pháp giảm cân an toàn mà lại hiệu quả. Thế nhưng mà đều nhận được câu trả lời rằng là giảm cân sau sinh rất khó. Thời điểm đó thì thực sự mình rất stress và mình cũng đang từ bỏ cái ý định giảm cân của mình rồi. Đặc biệt hơn nữa đó chính là khi mà ông xã rủ mình đi liên hoan, đi gặp gỡ bạn bè thì mình đều từ chối bởi vì mình không hề tự tin một chút nào vào cái vóc dáng thời điểm hiện tại lúc đó của mình cả. Và cũng rất là may mắn và cũng rất là bất ngờ khi mình được một chị cùng cơ quan giới thiệu cho biết đến một sản phẩm, đó chính là kẹo giảm cân Detox Serious Chocolate. Sau khi mà sử dụng sản phẩm này xong thì mình đã trở lại cái vóc dáng như con gái rồi. Và nhìn mình thì không ai nghĩ rằng là trước đây có những thời điểm mình đã béo đến 60, thậm chí là 65 cân cơ. Và bây giờ thì cái vóc dáng của mình đã trở nên thon gọn hơn rất là nhiều rồi. Rất là cảm ơn Detox Zero Chocolate đã giúp cho mình có một cái vóc dáng đẹp và thêm tự tin trong cuộc sống. Ở cái độ tuổi này rồi, không nghĩ là giảm cân để cho cái dáng người nó đẹp đâu, mà chỉ mong muốn là duy trì được cân nặng này, tránh mỡ máu cao và chống béo phì. Từ khi sử dụng kẹo giảm cân Detox Serious Chocolate thì hiệu quả rất là bất ngờ. Mình giảm được tới 7 cân lận. Đi khám thì bác sĩ bảo rằng là mỡ ở trong máu của mình rất là thấp và duy trì được cân nặng, không còn cái dấu hiệu béo phì nữa. Quá tuyệt vời! Kẹo giảm cân Detox Serious Chocolate, kẹo ngon, mùi thơm, dễ dàng sử dụng, giúp giảm béo, đẹp da, giữ dáng, giảm stress và mỡ trong máu số 1 trên thị trường. Một hộp 30 viên, cam kết bảo hành giảm cân 100%, đánh bật ngay từ 3 đến 15kg sau khi sử dụng một liệu trình. Ngày đầu tiên ăn 1/2 viên trước bữa ăn sáng 30 phút, ngày thứ 2 trở đi ăn 1 viên trước bữa ăn sáng 30 phút. Liên hệ ngay hôm nay để sở hữu cho mình một thân hình với vóc dáng hoàn hảo, một làn da căng bóng và sức khỏe tuyệt vời với Detox Serious Chocolate bạn nhé!